Nói chung là đến đây là xong rồi đấy nhé. Rồi học nâng cao của mình thì các bạn chịu khó tạo thêm một ít ít data ở đây nữa nhé để chúng ta bắt đầu nâng cao. Còn bạn nào mà lấy cái cốt của mình ở đây thì đó bạn chạy xong rồi đó. Rồi các bạn chịu khó và cố gắng học cái chuỗi này của mình. Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Trung Anh App một lần trình viên này nhé. À, mình là Quân và mình là tác giả của blog com cũng như của kênh youtube này rõ ràng rồi um, nếu như các bạn đi qua đây bạn đã quen mình rồi thì không không vấn đề gì, gì nữa nhé còn nếu như bạn là lần đầu ấy thì nơi đây là cái nơi mình chia sẻ rất rất nhiều những cái kinh nghiệm làm việc lập trình thực tế và mình tạo ra những cái chuỗi video những khoa học cực kỳ là chất lượng cho các bạn theo sát với thực tế luôn cho các bạn để các bạn học và các bạn chuẩn bị hành trang vững chắc cho cái sự nghiệp làm lập trình viên trong tương lai đó thì cứ khám phá kênh của mình nhé và đừng ngần ngại đừng tiếc gì một lượt đăng kênh của hội mình ok rồi không dài dòng nữa thì buổi ngày hôm nay này Hôm nay là mình sẽ làm một cái video. Nếu như bạn nhìn thấy tiêu đề ấy, thì uh, dự kiến nó sẽ là cái tiêu đề kiểu uh, hướng dẫn cài đặt bộ số code base của cái khóa uh, Merstack gọi là Merstack Pro và base của cái khóa Merstack uh, nâng cao cũng được. Đấy, nó là như này. Hiện tại thì uh, mình cũng uh, đợt trước mình có hoàn thiện cái khóa là Merstack Pro. Nhiều bạn cũng đã biết khóa này rồi. đấy nhá Merstack Pro này học lập trình có dự án thực tế chê lô kéo thả, đúng không? và mình tách ra thành những cái như là front end, back end dạy hết rồi đến tích hợp front end, back end đầy đủ cho các bạn nhé. thì ở trong từng cái video, trong từng cái video mình có để bộ số code cho các bạn nếu như các bạn nào thực sự quan tâm và các bạn cần thì các bạn có thể download số code ở đây ở khu vực này đó và đợt đấy thì mình làm cũng không cũng hơi vội nên là mình cũng chưa làm được video để hướng dẫn các bạn gọi là uh, triển khai cái bộ số code này vì thực ra là mình chỉ viết cái file hướng dẫn giới thiệu cho các bạn đầy đủ rồi, mình viết rồi đó, mình hướng dẫn ở trong cái bộ số code này có hết cho bạn rồi. Nhưng mà hôm nay thì mình sẽ nhân tiện nhân cái 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 thời điểm này là mình bắt đầu mình bắt đầu mình đã làm một cái video để mình giới thiệu khóa học nâng cao Mastercard van. Đây, uh, video stack Advan dự kiến nó sẽ ở nằm ở đây nhé, mình sẽ để ở đây. Mình vừa quay xong video đấy thôi nên là nó chưa lên YouTube nhưng mà mình sẽ để nó ở blog chính thức của mình là chungcondep.com cũng như là cái menu mình sẽ để nó luôn luôn ở cái Mastercard này này. Đấy nhé các bạn có thể chung web com này rồi hoặc là mình sẽ để dưới phần mô tả thì các bạn sẽ thấy thì uh, mình cũng là để chuẩn bị luôn cho việc là mình dạy online mustache advanced để cho các bạn học viên uh, đợt tới nếu mà muốn đăng ký học nâng cao với mình cho nên mình làm một video này gọi là một dạng video nó tiện cả đôi đường luôn vừa là để cho các bạn khóa nâng cao có cái video để chuẩn bị cái bộ số cốt cho nó chuẩn trình để bắt đầu học với mình thứ hai là đối với những bạn ủng hộ mình đối với những bạn đã quan tâm và ủng hộ mình tải bộ số cốt Mastery Pro trên kênh của mình ấy, đây nhá. Thì đoạn này, đây, đoạn này, thì các bạn cũng có thể xem video này để các bạn triển khai cái bộ số cốt cho nó chuẩn trình lên. Mình sẽ hướng dẫn các bạn, ok, trong cái video này luôn nhá Rồi chúng ta sẽ cùng bắt đầu nhá. Bây giờ coi như là uh, nếu như các bạn đang xem video này thì coi như là mình đã mặc định, thứ nhất bạn là chuẩn bị là một học viên sắp tới của mình. Thứ hai là bạn lấy số cốt ở đây ủng hộ mình, đó. Uh, rồi bây giờ bạn sẽ có hai bộ số cốt như thế này sau khi xong bạn sẽ có hai bộ là Chelo web cứ tập trung vào cho mình cái chữ là Trello web này thứ hai là Chelo API đó sau khi các bạn có hai bộ xuống này nhá rồi tiếp theo um, nào chúng ta sẽ cần cái đầu tiên mà các bạn cần phải quan tâm ấy là cái vấn đề semantic versioning cái vấn đề này rất là quan trọng semantic versioning là cái video số um, 5 nhé ở trong chuỗi thực chiến frontend mình đã nói và giải thích rất là nhiều về semantic versioning rồi các bạn cần phải quan tâm đến cái vấn đề này thì cái semantic versioning ấy nó sẽ áp dụng với cái dự án này của chúng ta mình sẽ bay cái dự án của chúng ta ấy, trên cái con nốt là 18.16.0 bên này là 18.x này cái phần engine ở trong cái file package json của từng project các bạn nên làm đúng cái phần semantic versioning cho mình đi bởi vì cái này mình sẽ nhắc nhanh lại một lần nữa thôi làm dự án thực tế không phải lúc nào nó có công nghệ mới hay là thư viện update là các bạn phải update luôn đâu đôi khi thư viện cũng là con người viết ra update có bug thì nó sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ cái dự án đang chạy production nó sẽ rất là nghiêm trọng và nguy hiểm cho nên là các bạn Đừng sợ về cái vấn đề là À cái version của mình là nốt đang là 18.16.0 Mà các bạn lại muốn uh, Đang muốn lên 20 chấm Hay là những cái version uh, D&D Kit đang 6 chấm mà Các bạn muốn 7.8 chấm Mới nhất thì Không nên đâu các bạn ạ Cái quan trọng là các bạn phải học Về cái kỹ thuật lập trình Và kỹ năng lập trình Giải quyết vấn đề nhé Còn cái vấn đề version ấy, Sau khi các bạn học xong rồi này học xong với mình các thứ rồi các bạn có thể các bạn muốn update thì cứ update từng cái một và lúc đấy là có kỹ năng rồi thì các bạn sẽ không cần phải sợ gì nữa update có bug fix tìm hiểu fix các kiểu thay đổi những cái mới nhé cái đấy là chuyện thực tế đi làm gặp rất là nhiều thôi dù có là senior hay là các thứ thì cũng phải như vậy cả thôi nhé đừng lo lắng quá về vấn đề semantic versioning mình phải nhấn mạnh lại một lần nữa cái version các cái version thì cái con nốt ở cái môi trường của hai bộ code này các bạn lưu ý cho mình cài cho mình mình sẽ sử dụng là mình sẽ dùng là node version là 18.16.0 nvm use 18.16.0 NVM bên này cũng thế nhá bên API cũng thế nhá đó còn cái NVM cái thứ là cái video số 1 nhé các bạn phải cài môi trường cái thứ này đủ rồi mình sẽ không nói lại nữa nó mất thời gian ra ok nhá rồi thì đến đâu nhỉ Đây. sau khi mà các bạn có môi trường nốt như này rồi các bạn sẽ chạy bước tiếp theo chạy cho mình lệnh gian uh, install hoặc là gian không được nhưng mà gian install cả hai con project đều chạy cho mình cái gian install này đấy để cho nó cài đặt các cái thư viện đó xong rồi nó sẽ có thư mục nốt module nó build xong ở đây sẽ có thư mục nốt module đây nhá à, nó tải về xong tương tự bên con web này cũng thế hai con đều phải làm tương tự nhé install rồi ok đăng nhé tiếp theo hai con này nó sẽ đều chạy cho mình là cái lệnh đều là giá đẹp các bạn nhìn nhá đều là cái lệnh gian đẹp thôi nhưng mà chạy lên thì các bạn sẽ bị lỗi dĩ nhiên rồi vì chúng ta cần phải làm một số bước nữa về đầu tiên là đối với con backend trước đi là nó cần cái mongodb mongodb nhá chúng ta sẽ lần lượt từ con backend trước mongodb mình hướng dẫn các bạn làm việc với lại cloud chính chủ của mongodb khi các bạn truy cập vào cloud com các bạn tạo cho mình một tài khoản miễn phí thôi không cần phải là mongodb nó cho miễn phí mà sau khi các bạn tạo xong tài khoản, các bạn vào phần build database cho mình, các bạn sẽ hiện ra đăng nhập vào nhé, hiện ra trang giống mình này, các bạn phần build database nhé, các bạn chọn cho mình gói M0 là gói free, thằng Moonway nó cho chúng ta gói free uh, 512M là chúng ta quá dư giả để chúng ta thực hành và học tập các kiểu rồi nhá. Rồi mấy cái này thì uh, cluster không các thứ không cần sửa đâu, các bạn bỏ qua hết cho mình. cái reason này thì các bạn để um, để mình xem nào, thôi Hồng Kông đi, Hồng Kông là cũng gần mình Việt Nam mình nhất rồi, Cho tốc độ ok hết rồi. tác thì không cần các kiểu. thì uh, sau đó thì các bạn sẽ chọn vào cho mình cái phần là create deployment nhá. create deployment ở đây nhá. Tiếp theo các bạn sẽ cần một cái là username và password của các bạn Cái này quan trọng này, các bạn lưu ý nhé uh, Username và password nhé Thì username của mình mình sẽ là chung quân đẹp Cái username nhé Cái password ấy, các bạn nên cái chọn cái phần auto generate password này này Của thằng MongoDB này Đấy nhá các bạn có thể mở ra để nhìn Đấy nhé. mình sẽ test thôi, thực ra làm sao mình cũng sẽ xóa Hoặc các bạn xong rồi các bạn copy cái password này trước Lưu ý này, các bạn copy cho mình cái password này trước nhé Xong các bạn quay lại bộ code của mình đi Các bạn quay lại cái bộ code của mình phần uh, API backend Uh, trong cái code con backend này này nó sẽ có cái file là env example đây nhá thì các bạn sẽ gọi là các bạn tạo ra một cái file mới tên là chấm env này này giống mình đây nhá và cái file nó sẽ tương tự như file example thôi những example nó không có cái dữ liệu gì ở đây cả thì các bạn copy toàn bộ sang bên chấm nv này tương tự như thế này các bạn copy sang kiểu này nó cũng là những cái mongodb uri này database name local dev app apport, apport các kiểu nhá các bạn lưu ý nhá phải bỏ sang cái file là chấm nv nhá sau đó file.env thì chúng ta sẽ xử lý một số cái ở đây. Thì các bạn uh, paste tạm cái mật khẩu ra đây. Oops. Các bạn quay lại cái chỗ đoạn này đi. Các bạn copy lại cái mật khẩu ở chỗ bên cloud này. Các bạn uh, paste tạm vào đây cho mình cái này. Rồi các bạn paste luôn cả username của các bạn luôn đấy cũng được. Đấy nhá, cứ cứ paste tạm vào cái file là .env nhá. Example chỉ là một cái file. Khi các bạn lấy code về là mình sẽ để cho bạn chỉ cái file này thôi. Các bạn phải tạo ra file .env nhé nằm song song cung cấp với .env.example. Example. Rồi Coi như mình mật khẩu này và mình tạo một cái user. Uh, à mình đã có sẵn chung con đáp rồi. Chung con không 01 cái đi nhỉ. Đây nhá, mật khẩu vẫn là cái này, chung con desktop 01. Uh, Trung chung con không 01 nhá. Mật khẩu vẫn là ndl. Tạo. Ok, mình sẽ tạo thằng chung con không 01 đúng không? Tiếp theo này, uh, cái giai đoạn này nó vẫn đang build cái này đúng không? Uh, where query you like to connect from thì uh, các bạn sẽ đoạn này các bạn lưu ý cho mình này thứ nhất là các bạn có thể add cái current IP của bạn cũng được nhưng mà cái IP này này uh, để mình check lại cái IP của bọn này mình sẽ xóa bớt đi mình sẽ để một cái là không 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 này này là có access uh, everywhere các bạn lưu ý cho mình nhé uh, my local environment để chúng ta xử lý và chúng ta truy cập thì IP address bị add lại này ở đây mình xóa đi mình add lại thì mình sẽ có cái địa chỉ IP của mình ở đây tùy từng máy các bạn nhưng mà thôi chúng ta cứ làm thoải mái nên chúng ta sẽ có cái đường url riêng của từng dự án mà à, có cái key mật khẩu riêng chính là cái mật khẩu của các bạn riêng rồi này thì các bạn không cần phải lo lắm trước mắt các bạn để cho mình các bạn add current ip cũng được máy các bạn được nhưng mà cái current ip này là ip động thì phải khi các bạn tắt máy đi bật lại các thứ thì như phải add lại nếu các bạn không có cái không 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 này này cái này để access everywhere các bạn nên để cái này cho mình để chúng ta trong quá trình dev và test cho nó cẩn thận nhé rồi các bạn tạo xong một username password rồi này mình có mấy cái username trước đó kệ đi rồi sau các bạn finish and close cho mình Uh, rồi mình sẽ go to database Ok, đến bước này mình sẽ vào phần uh, cluster 0 của mình này. Sau đó này các bạn vào cho mình cái phần uh, là collection. Rồi, intro đi dark mode, kệ mày đi dark mode tính sau đi. Cái này nó là một cái sample, sample database của MongoDB. Tùy nhé, sẽ dần các các thứ. Uh, chúng ta sẽ không đụng đến cái sample này các bạn thích xóa thì cũng được bây giờ ấy, các bạn sẽ cần phải tạo cho mình một cái database nhé thì bây giờ ấy, các bạn tạo cho mình một cái tên database tùy các bạn mình sẽ để một cái tên là đúng cái tên này này chelo chukade monster pro mình sẽ tạo cái tên như này sau đó cái collection name mình sẽ để một cái collection name tên là bot có s nhá các bạn lưu ý nhá bot số nhiều có s bot số nhiều có s này uh, xem nào Ok cái này thì mình có xem mình xem có add được gì không tham sorry không cần. không cần. Các bạn chỉ cần database name và cái bot này, các bạn tập trung vào mình trước này, Sau các bạn create cho mình. Một cái database. Đó. Sau khi các bạn tạo xong một cái database như này, nhớ nhá. Uh, Trello chung app Merstack Pro và cái collection là bot. Các bạn sẽ phải insert cho mình một cái document, document ở đây. Insert cho mình một cái document đây nhá. Đó. Thì uh, chúng ta sẽ cần những cái thông tin gì đoạn này? Mình sẽ zoom lên một xíu các bạn quen này mình sẽ sang phần này đi, mình uh, sửa cho nó tiện mình sẽ cần một số data ở đâu bây giờ các bạn lưu ý nhé, mình phải này xuống dòng này mình sẽ cần các bạn mở cái phần code backend cho mình, tìm cho mình đến cái file là src model botmodel.js trong này chúng ta sẽ cần chúng ta làm theo cái model này cho nó chuẩn, đầu tiên là title của cái bot các bạn nhìn làm giống mình nhé uh, sẽ là string bot demo phải xuống dòng chúng ta cần cái hai slack slack không cần đâu description thực ra cũng chả cần đâu nhưng mà thôi các bạn <laughs> cho mình description luôn đây slack thì các bạn cứ học với mình là có thôi mà description là bot để mô tiếp đi mô tả của cái bot thôi mà nhá tiếp theo này uh, type nó sẽ là public hoặc private thì mình sẽ để public đi private cũng được tùy column ids các bạn lưu ý cho mình cái này nhá. Column ids. Cái này phải có nhá. Các bạn để cho mình nó là một cái mảng rỗng nhá. Đây này. Các bạn nhớ để cho mình nó là cái mảng rỗng. ờ uh, created at, updated at, destroy. created at. À thôi, từ từ nhá, đến cái column order ids này để mình check xem nào. Đây, được rồi. Uh, sau đó, ôi được rồi, thôi, ok đến call model ids array xong các bạn sao bên này nó sẽ chuyển về cái này kiểu này cho mình là chuẩn cũng được này. Sau các bạn có thể làm tiếp này, các bạn add item to à, thật, add field after call model ids này. Mình sẽ tên là field là created at này. Các bạn đổi cái giá trị ở đây cho nó tiện, nó sẽ là đâu nhỉ? Timestamp thì phải. Hơi bất tiện nhỉ? À, chờ mình tí. <laughs> Thôi làm cái trò này tí đi, đi. rồi Trang bọn này nó nhiều bác nhỉ? Um, cái date này ấy, nó sẽ là nếu mình nhớ không mình, mình muốn lưu trữ một cái chuỗi kiểu này cơ uh, kiểu này thì mình sẽ để lại bên này đi mình sẽ tìm đến cái đoạn create at xuống dòng cái nhỉ nhiều quá la time stem cần cành quá nhỉ mình sẽ để cái này đi sau create từ đất rồi mình sẽ tương tự cái update từ đất mình sẽ cần một cái key nữa update từ đất này cái thằng này thì các bạn có thể để nun được nun nhá lúc nãy là mình có xuống dòng mấy cái này rồi nhá các bạn cần thì các bạn xuống dòng lại này tùy các bạn này đấy nhá chúng ta làm này cho nó tiện cho nó dễ có lời ids là bằng rộng đấy các bạn làm giống mình như này đi uh, update từ đất là nun đất nào mình sẽ lấy luôn cái hiện tại rồi tiếp theo này mình sẽ cái cuối cùng là đi choi đi choi thì các bạn để cho mình là Full. cái này tạm thời là bởi vì là cái con cái bộ cốt bay là chưa có cái chỗ chúng ta hoặc là dùng postman các thứ các thứ nhưng mà nó hơi loạn nên mà mình muốn làm cho các bạn hiểu luôn là chúng ta tạo một cái data mẫu ở trên db luôn đấy nhá đây các bạn làm như này cho mình xong đi cho là phô nhá lưu ý nhá xong các bạn có thể vào phần uh, quay lại phần này các bạn nhìn này. đó chúng ta có một cái bản ghi các bạn đi search vào đây cho mình rồi ok lát nữa mình sẽ quay lại thằng này bây giờ ấy, việc của chúng ta ấy, là chúng ta cần phải đưa được cái con database này của mình vào trong cái mongodb uri trước, ok mongodb uri thì uh, nó sẽ là tự nhiên quên <laughs> để mình vào phần lại phần overview xem nào, mình sẽ vào phần các bạn vào phần overview nhé, các bạn vào cho mình phần connect xem nào, uh, các bạn vào cho mình phần driver này này, đây rồi, xong rồi các bạn vào cho mình cái đây rồi đây rồi các bạn copy cho mình cái đoạn này này đây mongodb s uh, srv các kiểu này này đó cluster không các bạn bỏ nó vào trong mongodb uri trong cái code con backend này của mình cho mình đây nhá bỏ vào đây rồi các bạn sửa cho mình một chút này chung con f01 chính là cái username của chúng ta nhớ nhá username là có cái mở cái mở cái, mở, cái ngoặc và đóng cái ngoặc của nó ấy, thì chúng ta phải ghi đè tất cả nhé nó là chung con F, xuyệt xuyệt này, xong đến chung F01 này, hai chấm Rồi đến cái password tương tự, password này các bạn dùng cái password lúc nãy Ghi đè vào cái password này Đúng password nhá mở đóng, nha, cẩn thận nhá không có làm sai Đấy rồi mình đến A cầm cluster các kiểu Thì chúng ta sẽ được cái URI của cái MongoDB của chúng ta Đây là cái đoạn mà các bạn phải bảo mật ở trong biến môi trường ENV nha. Mình làm xong mình sẽ xóa thôi nên các bạn đừng làm giống mình làm gì mất công Database name thì lúc nãy mình nói rồi Cái local dev app hot với local dev app port ấy Thì mình sẽ để local hot với lại 8017 Hotpot uh, 8017 và cái tên của mình author là Trung một Đẹp. Bây giờ này, sau khi mình làm xong cái bước này này, ở file env đúng không? Mình sẽ chạy bằng thằng gian Đẹp này, nhá. Mình chạy lại này. Đấy, nó truy cập đến cái lát và nó truy cập thành công. Bây giờ truy cập thành công bởi vì là cái URI này của mình đúng rồi này. Đấy, nếu như cái URI này mà bị sai chẳng hạn đấy, mình ví dụ thôi. Mình ví dụ mình xóa cái mật khẩu này bừa đi, sai đúng không? Các bạn nhìn này. Thì uh, nó sẽ lỗi ngay. Đây. Nói chung là lỗi là các bạn sẽ auto out fail đúng không? đó mình phải để lại đúng nhá hiển vị ở thêm này bát Out này nhớ nhá rồi bây giờ mình sẽ gian đép lại thằng back end. xong coi như Backend chạy thành công bây giờ quay lại cái chỗ này của mình này sau khi các bạn xong ok đấy nhá các bạn mở lại phần collection của chúng ta này vào lại cho mình cái cello chung một đép mon stack pro bot đây các bạn vào cho mình chúng ta sẽ quan tâm đến cái id của cái bot này đây nhá các bạn chúng ta quan tâm đến cái chỗ cái chuỗi ký tự này này các bạn copy nó rồi bây giờ các bạn quay lại cho mình con frontend, con web Trước khi chạy ra dev Các bạn tìm đến cho mình cái file Page Bot ID.csx Nhớ nhá Nó sẽ có cái bot ID ở đây Đây Hiện tại chúng ta đang làm như vậy Bởi vì đây là cái khóa code Bay của cái khóa Pro Khóa Pro thì mình mình chưa có cái tính năng là tạo mới bot cho các bạn ở trên UI Nên là chúng ta đang fix ở đây Còn yên tâm cái khóa mà học advanced với mình là có hết mọi thứ đầy đủ Là cái video nó sẽ là video giới thiệu ở cái khu vực này mình sẽ làm cho các bạn và sau khi các bạn xem video này này đang xem video này thì các bạn chắc chắn là có video ở đây rồi video để cập nhật cái khóa nâng cao rồi hoặc tí nữa mình sẽ sâu các bạn về cái khóa nâng cao luôn nhanh thôi cho các bạn có phần tạo bot rồi các kiểu còn bây giờ đang là dùng cái bộ cốt từ pro thì các bạn chịu khó ghi đè cho mình cái id lấy cái id này nhá đúng cái id này của cái bot các bạn vừa tạo lúc nãy ấy. Đấy nhá đúng cái id này các bạn ghi đè vào đây nó chuẩn cái bot id cho mình lưu lưu sau nhá các bạn ở trên con web này các bạn chạy cho mình lệnh gian đẹp tiếp tương tự con backend là nó chạy ok đoạn này thì có cái lâu có 173 chưa cả vào xong nó chính là cái bot demo các bạn nhìn này bot demo và hover vào nó sẽ bot demo description nó chính là cái bot này của chúng ta bot demo và bot demo description ví dụ đi mình sửa đi bot demo uh, bot demo gì đấy abc update <laughs> mình sửa trực tiếp db một tí mình ép làm lại các bạn nhìn đoạn này nhá em đăng. rồi bot demo abc ok chưa đây là cái bộ code bay trước mắt đây là cái bộ code bay trong này thì uh, mình sẽ add Column Các bạn có thể add Column nhé Column Demo Thêm Xong uh, Column 02 Xong Đoạn này các bạn mà chuẩn bị để học nâng cao mình ấy Thì các bạn lưu ý nhé Cứ tạo ra nhiều khoảng ba Column này thôi cũng được Rồi các bạn chịu khó tạo nhiều các một tí uh, Đây các bạn chịu khó tạo cả các thứ nhé s 02 rồi Đó, nói chung có rất nhiều rồi các bạn xóa sửa các kiểu thì những cái tính năng này là mình cũng sâu hết ở cái video demo này rồi video số 01 demo project này rồi nhá nó là cái video này thì cũng có hết rồi nhá đây là coi như là bây giờ mình hướng dẫn các bạn xong rồi này đến bước này rồi các bạn có thể kéo thả các kiểu thoải mái rồi các thứ thì nó rất là thoải mái thôi đúng không không vấn đề gì cả không hai không bây giờ các bạn kéo thả được rồi đó đây là cái tính năng ở cái con khóa 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 demo ví dụ cả À, nữa đi. Đây nhá. Còn uh, nếu như mà các bạn muốn làm nó cái demo mà nó nó đẹp giống như cái ảnh này của mình này, ví dụ này, có vài cái này linh tinh này này. Thì ấy, đây hoặc là gì này, dark mode light mode thì có rồi, đúng không? Light mode dark mode có rồi. Có coi như là cái code này các bạn chạy lên được rồi này. Còn nếu như muốn làm đẹp thì tạm thời ví dụ cái cạc đi. Bây giờ các bạn uh, F5 lại cái refresh lại cái cái thằng này. Đâu nhỉ? Đây này, refresh đấy nhá, cái nút refresh ở trên MongoDB Cloud này. Chúng ta sửa trực tiếp một xíu thôi. Đây các bạn tạo xong rồi có cả có column rồi đúng không? Ví dụ mình tạo vào bừa một cái cạc đi. Sau đó mình sửa trực tiếp một cái cạc nào đấy, đúng không? Mình sẽ sửa nó thêm một cái bản ghi đây này, add field after ID. Các bạn có thể add một cái field. Oops, mình sẽ zoom cho các bạn dễ nhìn thôi. Có tên là cover đi. Cạc có cover đúng không? Cover thì tạm thời lấy cho mình một cái ảnh nào đấy. Ảnh của mình đi. Mình sẽ copy một cái URL ảnh của mình. Ví dụ mình copy cái ảnh này Mình sẽ sửa URL vào đây Còn ở khóa nâng cao mình sẽ dạy các bạn làm Chúng ta sẽ upload ảnh rồi lưu ảnh lên cloud, dinery, các kiểu các thứ vân vân Rồi mình update xong nhé Dùng lại thì Mình ra ngoài cái demo của mình bên này Đó, cạc, có cover Nói chung là đến đây là xong rồi đấy Nhá, rồi học nâng cao với mình thì các bạn chịu khó tạo thêm một ít ít data ở đây nữa nhé để chúng ta bắt đầu nâng cao còn bạn nào mà lấy cái cốt của mình ở đây thì đó bạn chạy xong rồi đó rồi các bạn chịu khó và cố gắng học cái chuỗi này của mình nói thật là các bạn phải học lấy cốt về thì các bạn cũng sẽ không hiểu được quá nhiều thứ ở trong cốt đầu cốt nó phức tạp lắm cái cốt về khóa này làm cái kéo thả này thực sự nó rất là khó nó không phải đơn giản đâu các bạn ạ nhé Đấy nhé cái cốt này nó nói chung là nó nó không dễ để các bạn có thể xử lý đâu mặc dù là mình dạy rất là kỹ rồi thì các bạn học rồi là sẽ biết hoặc xem các cái review là sẽ biết uh, Nhỉ? rồi và nếu các bạn à như mình đã nói nếu các bạn quan tâm về những cái vấn đề tính năng nâng cao hơn đấy thì nó ngày đây nhá mơn stack và khi các bạn đang xem video này là cái video đây là sẽ có một cái video khác để giới thiệu về khóa nâng cao cực kỳ đầy đủ tính năng luôn các bạn có thể truy cập vào các bạn xem mình sẽ demo các bạn từ cái việc là chúng ta tạo bot các thứ thứ ở trên giao diện các kiểu ấy chứ không cần phải là cái kiểu uh, chúng ta tạm thời chúng ta fake uh, data ở trên này rồi chúng ta sửa ở trong code đâu nói chung là mình dạy các bạn kỹ lắm ờ, học nâng cao thứ là sẽ có hết còn uh, riêng về cái khóa Khóa pro trên này ấy, là tập trung vào cái tính năng các cái tính năng kéo thả các kiểu này này thì nói chung là làm được lên được thì các bạn cũng sẽ hiểu hết mọi thứ mà các bạn ok mà rồi các bạn chính xác các bạn có thể tự tạo được bot nếu mà các bạn muốn làm thêm ui nó cũng rất đơn giản thôi bởi vì mình dạy các bạn là redful api rồi các bạn hiểu việc làm api như thế nào rồi hiểu create update crud các thứ có hết rồi ở khóa pro có hết cả crud rồi thì các bạn sẽ tự làm được thôi chẳng qua là cái tính năng đấy thì làm khóa mình đã làm đến tận 83 cái video rồi thành ra là nó hơi dài nên thực sự là mình không muốn làm để thêm tính năng vào nữa thì làm làm được ngay nhưng mà nó quá dài ấy. nó ấy có thì mình mới làm thành cái khóa là uh, advanced để mình giới thiệu với các bạn về cái uh, tính năng của khóa nâng cao thì nhớ nhá blog chính thức của mình chungrep.com vào phần stack là các bạn sẽ thấy ở đây có một cái video của cái khóa advanced các bạn có thể đọc thêm khóa van hoặc là ở dưới này cũng có này mình sẽ để ở đây khu vực này nữa này stack pro vs advanced này hay là về khóa mơ stack advanced đó các bạn sẽ có đọc các thứ mình viết rất kỹ ở cái trang này rồi và rất rất nhiều các thứ ở để các bạn tìm hiểu các thứ nhé rồi các bạn đọc thêm nhé đó rất rất nhiều thứ để các bạn tham khảo thêm rồi uh, video hôm nay là mình hướng dẫn gọi là xong rồi đấy về cái việc mà chúng ta gọi là chạy lên các bạn có db của các bạn ở đây rồi đó có cái chuẩn trình rồi đấy không thiếu một cái gì uri các thứ các bạn ở đây local hot port tập trung vào file env môi trường node là 18 chấm uh, uh, 18 16 0 sửa env của của bên backend code frontend thì sửa cái bot id cho nó chuẩn một cái rồi bên này cũng tương tự dùng nốt 18 x và thêm một cái bản ghi bot nhanh ở trên cloud mongodb rất là nhanh thôi các bạn có một database trên mongodb rồi các bạn cũng có thể dùng cái env này để các bạn dùng mongodb compact các bạn truy cập bằng cái phần mềm thì thay vì các bạn sẽ phải thao tác ở trên này thì các bạn dùng compact cũng được thì trong cái khóa pro trên kênh của mình Monstack Pro, thực chiến Monstack Pro này có dạy hết cho các bạn rồi học nhé học để có kiến thức để có cái uh, gọi là hành trang vững chắc cho cái tương lai của các bạn sự nghiệp tương lai của các bạn nhé ok rồi đến đoạn này thì mình xong rồi này uh, các bạn có thể vào muốn hỏi thêm mình bất kể điều gì uh, khóa học nâng cao các thứ thì nhắn tin cho mình ở page là trung web facebook.com sửa này đây nhá. cộng đồng lập trình web fanamex việt nam là một group mình tạo ra trên facebook để các bạn cũng có thể join vào rồi các bạn uh, chia sẻ hỏi ăn kiến thức các thứ hoặc là đi mọi đường link dưới phần mô tả cái đi này nhiều bạn cũng rất là uh, thích dùng nên mình tạo ra discord thì cũng được nhiều bạn quan tâm các bạn join vào cái discord này nhá link mình sẽ để dưới phần mô tả hết rồi cứ phòng sinh hoạt chung này các bạn cứ thoải mái đi hỏi đi các thứ có thời gian thì mình check mình làm mình mình support các bạn không thì cũng có những cái bạn mốt bạn đức rồi các bạn mốt rồi các bạn có kinh nghiệm các bạn chia sẻ lại cho các bạn nhé rất rất nhiều à, kênh của mình đây demo project code ở đây khu vực này nhé nếu các bạn quan tâm và ủng hộ mình code ở đây nhé à, cái trang landing page giới thiệu chính thức và blog chính thức của mình là trungrep.com đây đây là blog chính thức của mình trung com nơi chứa mọi thứ về mình ở đây nhé bạn nhìn này đấy, đó, đó mọi thứ tất cả ok rồi cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video chất lượng tiếp theo trên channel trung đẹp, một là sinh viên ảnh nhé xin chào bye bye